kính thưa quý ông bà và anh chị em, quý vị đã đọc kinh Mân Côi chưa? Và con tiếp nghĩ rằng là trong bài vừa rồi, khi mà chúng ta tìm hiểu 10 lý do để đọc kinh Mân Côi, quý ông bà và anh chị em đã hiểu được cái động lực và từ cái động lực đó chúng ta sẽ tiếp tục bước đi trên con đường mà cầu nguyện với kinh Mân Côi và ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài số gọi là điều thứ hai đó là chúng ta tìm hiểu về nguồn gốc của kinh Vân Côi. Và để bắt đầu, chúng ta cùng hãy cùng với chúng tôi là Linh Mục Phêrô Phạm Duy Khánh, chúng ta hãy xin mẹ Vân Côi ở với chúng ta với một kinh kính mừng. Nhìn cha và con và thánh thần Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc đối Chúa trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Là... Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. À, cái chủ đề thứ hai mà con muốn trình bày cho quý ông bà và anh chị em hôm nay đó là nguồn gốc của kinh Mân Côi. Rất nhiều khi chúng ta đọc kinh Mân Côi nhưng mà chúng ta cũng không hiểu. Ứng. Không biết là Kinh Mân Côi bắt nguồn từ đâu Hay là từ hồi Chúa Giêsu về trời là Kinh Mân Côi nó có Xin thưa rằng là không Chúa Giêsu về trời không có Nhưng mà nó có ở trong đó Những cái hạt mầm để từ đó giáo hội cấu tạo nên kinh Mân Côi. Phải đến mãi đến công đồng Trento vào năm 1545 đến năm 1563 thì kinh Mân Côi mới được sắp xếp lại như là cái điều mà chúng ta vẫn đọc như ngày nay. À, gồm có kinh lạy cha, 10 kinh kính mừng, rồi một kinh sáng danh. Đó là điều đó. Nhưng mà cái uh, kinh uh, Mân Côi á, thì người ta truy tìm ra cái nguồn gốc thì nó có hai cái giả thiết để mà truy tìm cái nguồn gốc. Nguồn gốc thứ nhất đó là đầu tiên kinh Minh Côi nó bắt nguồn từ kinh Lạy Cha thôi. Và cái điều này con nghe là thời 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 các thầy trợ sĩ thời rất xa xưa các thầy đan sĩ ấy. thì lúc bấy giờ trong nhà dòng có những thầy đan sĩ đi vào nhà dòng thì có được học biết chữ và khi mà biết chữ như vậy á, thì trong nhà dòng thường là một tuần lễ là người ta đọc hết 150 thánh vịnh của vua David. Một tuần, trong một tuần. Có giờ kinh sáng, rồi kinh sách, rồi kinh uh, trưa 3 giờ, kinh trưa, rồi kinh chiều, kinh tối. Một ngày 7 giờ kinh, nó xoay chuyển và các đan sĩ sẽ đọc thánh vịnh như thế một tuần lễ 150 thánh vị. Thế thì có những đan sĩ thì họ không biết chữ, <laughs> bây giờ làm sao? Bây giờ sách bây giờ làm sao bây giờ? Nhìn chữ nhìn chữ nó biết mình mình chả biết đó. Cho nên là các các đan sĩ mà các thầy tu huynh ấy, thì các thầy đọc 150 kinh lạy cha. 150 kinh lạy cha và cái đấy nó, nó 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 thay thế cho 150 thánh vịnh bởi vì giờ không biết chữ sao đọc sách thánh được. Đó. Rồi khi mà đọc như vậy thì các thầy bắt đầu là lần chuỗi có nghĩa là lấy cái hạt à cái trong nó có một cái bịch hạt rồi bốc một cái hạt này đọc 100 tại vì đọc 150 đâu dễ nhớ được đâu. Đó. Rồi đang đọc cái bắt đầu lại quên trong cái lúc sau bây giờ không biết là tôi đọc bao nhiêu rồi. Thì rồi bắt đầu là các thầy cũng sáng chế ra cái sâu chuỗi. Đã, sâu chuỗi như chúng ta à, có ở Kinh Mân Côi như bây giờ Thì đấy là cái nguồn gốc sâu xa xưa về Kinh Mân Côi Rồi một cái nguồn gốc thứ hai Đó là à, có cái truyền thuyết cho rằng Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với Thánh Đa Minh vào năm 1208 Thì à, ở nơi đó đức mẹ đã trao cái chàng chuỗi mân côi cho thánh đa minh và đức mẹ đã khuyến nhủ thánh đa minh và những anh em trong dòng đa minh hãy cố công phát triển và loan báo việc cái sùng kính kinh mân côi này. Thì đó là một cái 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 truyền uh, thuyết thứ hai và trong kinh mân côi thì chúng ta thấy là gồm có ba kinh chính kinh lệnh cha Ai cũng biết là kinh Lạy Cha là đã có ở trong tin mừng mắt theo chương 6 rồi là điều mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ kinh Lạy Cha kinh kính mừng kính mừng Maria đầy ơn phúc đức Chúa trời ở cùng bà <laughs> cái này là chúng ta đều quen thuộc đó là lời mà sứ thần chào Đức Maria và cái Thánh Maria Đức Mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kiểu, rồi vào cái Thánh Maria Đức Mẹ Chúa trời cũng như là một lời chào của bà Elizabeth rồi trong tin mừng Luca và một cái lời cầu nguyện cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay vào trong giờ lâm tử Amen một cái lời cầu nguyện dành cho mỗi người trong chúng ta và cuối cùng đó là kinh sáng danh sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Anh Thần đấy là một cái vinh tụng ca long trọng đó trong thánh lễ chúng ta cũng cũng đọc một cái, cái vinh tụng ca chính nhờ người với người và trong người đó, một cái vinh tụng ca long trọng như thế. Thì ba cái lời kinh đó, lời kinh lạy cha, lời kinh kính mừng, đó lời chào của sứ thần và bà Elizabeth cũng như là lời cầu xin của mỗi người chúng ta. Nó hợp lên kinh kính mừng và cuối cùng là một cái vinh tụng ca long trọng đã cấu thành nên một cái thẻ hoàn chỉnh của Kinh Mân Côi Để từ đó như con đã thưa Vào công đồng tô uh, Vào năm 1545 đến năm 1563 Thì công đồng tô mới sắp xếp lại Cái cấu trúc của những cái lời Kinh Và chúng ta có cái điều là Kinh Mân Côi Như là chúng ta vẫn thực hành ngày nay Dù rằng như con đã thưa Cái chuyện mà họ đã đọc những cái lời khẩn nguyện đó đã có từ trước công đồng chen tô rồi. Có từ lúc nào thì uh, chúng ta không biết đích xác nhưng đã có từ trước đó rồi. Và đó là lý do mà chúng ta có nguồn gốc của kinh vân côi. Xin cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Thân ái và chào tạm biệt quý ông bà và anh chị em.